chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Ngọc Vlog. Ngày hôm nay vợ chồng Anh Ngọc Vlog xin chia sẻ cho quý vị và các bạn đó là món cá chỏng nướng. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn quá trình nướng như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cũng như là khám phá xem cái món ăn dân dã của người Việt đó như thế nào nha quý vị nhé. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vợ mình nha. Vợ mình là đang thực hiện quá trình nướng cá và cả gia đình mình đang quây quần bên cái lò than để nướng cá chỏng. Đây bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho quý vị và các bạn nha. Đây quý vị và các bạn thấy đây là một cái lò than. Thì các bạn thấy đây là một cái lò than chuyên để rán chả cho những cái cửa hàng chuyên làm chả để bán bún chả đấy các bạn. Đấy. Còn nguyên vật liệu chính ngày hôm nay đó là cá chỏng các bạn nhá. Đấy, đây các bạn thấy này. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay đây là một cái mâm cá chỏng rất là nhiều con cá đang được bày ở mâm đây. Thì cá chỏng này thì quý vị các bạn thấy là mình đã phơi một nắng rồi. Đây là một nắng đấy các bạn nhé. Với cái nắng thời điểm này thì quý vị các bạn thấy là rất là yên tâm. Nắng rất là lớn, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Thì cá chỏng này đã khô rồi. Đấy các bạn thấy chiều hôm nay thì gia đình mình quyết định có một cái món cá chỏng. Đấy. Vào lấy thêm cái vị nhà mình ra con, cái vị chỗ cái dao đấy. Cái vị á? Vị nướng mà rồi là mình nướng cá đấy. Toàn ơi lấy cái thêm. Con vào con lấy. Đấy các bạn thấy ở phía sau cái lò nướng này thì quý vị và các bạn thấy có một cái quạt. Quạt điện này để nhằm mục đích là đến tạo sức gió để làm cho cái lò than này luôn luôn ửng hồng. Đấy. Ngoài ra thì quý vị và các bạn thấy vợ mình đang cầm cái chiếc quạt nan. Quạt nan này thì để quạt cho cái lò than này nó được tăng nhiệt độ và cũng như là ngọn lửa nó sẽ lớn hơn. Đấy các bạn thấy đây. Hôm nay gia đình anh Ngọc chính thức là chia sẻ cho quý vị các bạn một món ăn. Đây là món ăn cá chỏng cá biển đấy các bạn nhé. Đây là món nướng. Đấy. Bà đi mua ngô rồi à mẹ? Anh ở ngoài đây. Ăn cơm. Ăn đây luôn, tí được pha nước chấm ăn luôn đây. Đúng rồi. Rồi bố quay luôn ăn nhá. Quay luôn ăn đi. Bố để đây này, bố để đây này. Ơi. Trong đây lửa. Cá to này mày này. Cá nhỏ á. Nhỏ à. Nhỏ á. Nhỏ á. Nhỏ á. Nhỏ á. Nhỏ á. Các bạn thấy nhỏ voi. Thì quý vị và các bạn, món ăn nướng thì quả thực là rất là ngon. Tất cả những món ăn hải sản thì quý vị và các bạn món ăn nướng thì đều ngon hết. Riêng đối với cá chỏng thì quý vị và các bạn thấy một cái điều đặc biệt hôm nay thì mình giới thiệu cho quý vị và các bạn thấy đây là một cái món cá nướng than. Thì các bạn thấy là chú ý đây là không phải là than đá đâu. Than đá rất là độc hại. Chúng ta nên dùng than củi. Đấy. Còn đối với mực nướng thì chúng ta thường là dùng cồn. Nhưng mà đối với cá, đặc biệt là cá chưa được phơi khô nhiều thì chúng ta không nên dùng cồn để nướng. Tại vì nó không đảm bảo cái nhiệt độ để nó chín. Xếp một bên thôi, xếp một bên thôi rồi kẹp lại chứ không phải xếp hai bên. À đúng rồi, đúng rồi. Lấy ra mà. Không tính. Em đi vào rửa tay nhá. Bây giờ con vào con lấy cái củ khoai ở trong cái ấy con. Khoai ở trong cái rổ xanh xanh ở dưới từ cái cọc mình phơi từ cọc treo quần áo á. Củ khoai. Sao?
Đấy, các bạn thấy đây là đầu bếp số 1 của gia đình mình đây. Con đang kẹp cá à? Đây, giới thiệu cho mọi người thế nào. Bỏ cái này lát ra. Con phải để lên trên chứ không mất bẩn đâu. Phải để mâm, đó. Đấy, các bạn thấy... Đây là củ sắn chứ. Đây là củ... Sắn, đây là củ sắn. Nướng luôn. Bà đang ngu ngu về. Ngu à? Nướng luôn kìa. Cái nướng sắn làm gì nữa? Hoài cắt sắn nhá. Vâng. Thì đây là cái... Người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái nẹp à? Cái kẹp. Cái vỉ đúng không? Rồi. Thì quý vị biết rằng là chúng ta muốn nướng những món ăn hải sản thì quý vị các bạn nên mua cho mình cái vỉ bằng inox. Đấy, quý vị và các bạn. À, con trai đại lại con trai. Để bố giới thiệu cái vỉ nào. Đấy. Cái tay cầm của cái vỉ này inox này. Đấy, cái vỉ inox này thì thường thường khi nướng xong thì chúng ta phải rửa sạch đi. Đấy, đánh sạch để tránh có gì. Đó. Thì thường thường cứ tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng thì chúng ta mua cái vỉ lớn hay vỉ nhỏ. Thì đây là một cái loại vỉ vừa. Đấy. Loại này to hơn loại này. Đây. Đây là còn cái vỉ đang nướng ở trên lò này là vỉ to hơn. Với số lượng cá nhiều hơn. Và lại kết hợp cả nướng ngô đây các bạn này. Thấy một cái lò than rất là rực đỏ hồng cho nên là gia đình mình là quyết định là dùng tiếp là muốn nướng ngô luôn để thưởng thức tối ngồi với nhau để ăn. Đấy. Nướng rồi á. Ăn ngon đấy chà. Thế là còn một cái nữa. Không người cơ mà. Rất là ngon. Ôi hay tí nữa quay ăn ngoài đây luôn đi bố nhỉ. Theo chia sẻ của mình thì cá trỏng này là mua là tươi đấy em nhỉ? Vâng. Cá đây trỏng là phơi này một nắng. À, mình mua tươi xong mình phơi được một nắng. Thì các bạn thấy cái quá trình cái cá này, cái con cá trỏng này. Cá trỏng là cá biển đấy các bạn nhé. Thì cá này thì không phải là cá khô đâu. Đây là cá tươi đó. Để cá tươi này sau khi mua về thì chúng ta phơi một nắng. Đấy. Mặc dù chưa chín nhưng mà có lẽ là rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Cái thời điểm này nó hơi tối nhỉ. Bắt đầu cái ánh sáng nó không được nét rồi. Bật cái gì đã bật rồi. Tí đã đi bật cái bà anh chán rồi. Lấy cái đĩa rồi. Chưa chín kỹ. Phải chín cho nó. Nó phải khô cong nét đi. Có lẽ là cái món nướng này là rất là kỳ công đây. Nó sợ không đủ than. Không đủ than á. Ôi tốt. Con đặt đồ dùng nha. Ờ. Con này con bảo nó tắm mua cả cái dùng của con một rồi. Có vẻ ít lửa. Lửa chưa đủ. Đấy, phải như thế. Cái quạt này sao không quay sao? Không, ý là nó thấp quay phải quạt thấp đây mới quạt chứ. Mà cái quạt nó cá này phải chín vàng nên mới ngon. Bây giờ dưới mà ăn. Rồi, đây rồi.
Mọi người thông cảm là nướng vào buổi chiều tối cho nên là bây giờ là vào tối rồi, cho nên là video không được nét, quý vị và các bạn thông cảm cho gia đình A Ngọc Vlog nha. Đấy, có cái món rất là ngon. Cho bố một miếng nào để bố. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái món cá chỏng nướng này với mình nha. Ngon lắm. Này hôm nay phải uống bia. Đây các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món cá chỏng nướng của mình nha. Rất là ngon. Rất là ngon mà. Cái món cá nướng này nó rất là thơm các bạn ạ. Phải nói rằng là rất là thơm. Đấy. Đây các bạn ơi. Đó. Đây. Đây các bạn này. Các bạn ơi, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái món cá chỏng nướng với mình nhá. Đấy các bạn thấy hai vợ chồng thì đang thực hiện cái món này rất là ngon. Hy vọng là quý vị và các bạn qua video clip này, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức một cái món cá chỏng nướng. Và hy vọng quý vị và các bạn sẽ làm theo đối với video này để các bạn được thưởng thức cái món cá chỏng này nhé. Đây mình ăn thử các bạn thấy nè. Ngon quá. Ngon lắm. Ăn tích cực. Thì mình vừa thử ngay tại lò than này. Còn tí nữa thì vào mâm cơm thì quý vị các bạn thấy cái món cá nướng này này. Tất cả nói chung là về món cá nướng thì quý vị các bạn nên chấm với tương ớt thì quả thực là cái món này ăn rất là ngon. Nó vừa thơm. Đấy mùi về cảm nhận của mình thì nó thơm, nó mùi hơi cháy nhưng mà nó lại cho mình rất là ngon ở cái điểm là đấy. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ quán ngon nướng mà ủng hộ nha. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ qua video clip này sẽ sẽ thưởng thức được cái món ăn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.